chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington. Thưa quý thính giả, đến với quý vị trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 8/8/2021 gồm có chương 10 và chương 11 thiền thứ nhất. Để mở đầu buổi phát thanh, kính mời quý vị theo dõi chương 10, cuộc tranh đấu tiếp tục không ngừng qua giọng đọc của Đào Trường Phúc. Chương 10, cuộc tranh đấu tiếp tục không ngừng. Giai đoạn 1931-1932. Từ tháng 3 năm 1931, Việt Nam Quốc dân đảng không còn tuyên truyền đồng thời như trước nữa trên khắp lãnh thổ Bắc Việt. Cuộc tuyên truyền được thu hẹp từng gia đình và chỉ trong một vài tỉnh mà những người lãnh đạo đầu tiên còn gây ảnh hưởng bản thân lâu dài. Ngoài những thành phố Hà Nội và Hải Phòng, những vùng Phú Thọ, Vĩnh Yên, Hải Dương và Bắc Ninh đặc biệt còn chịu ảnh hưởng của Việt Nam Quốc dân đảng mà chính quyền Pháp gọi là còn nhiễm uế. Những người cầm đầu những mưu toan khác biệt này dần dần đưa đến đồng nhất một nguyên lý để giữ một kỷ luật phải hoàn toàn mật. Họ tiên liệu quy chế đối với tất cả các cấp bậc của đảng, của một ban ám sát. Họ quyết định trừng phạt không chùn tay những ai phản bội lời thề. Một trong những người chủ mưu can đảm nhất trong việc tổ chức lại công việc tuyên truyền của đảng là Vũ Tiến Lữ, bị xử án khuyết tịch, đã tham gia nhiều vụ làm kinh tài trong tỉnh Thái Bình cho đảng. Từ đầu năm 1931, Lữ quy tụ được một số lớn đảng viên trong vùng Hà Nội và Hải Phòng và nhanh chóng xem như là lãnh tụ nếu Vũ Tiến Lữ không bị bắt buộc phải rời khỏi Bắc Việt. Bị tầm nã gắt gao bởi mật thám và tự cảm thấy gần kề bị bắt, Vũ Tiến Lữ vượt biên giới vào cuối năm 1931, trốn sang Vân Nam, trở nên một người lãnh đạo đáng sợ nhất thuộc chi bộ của Đảng Cách mạng do Nguyễn Thế Nghiệp tổ chức ở Vân Nam bên Trung Hoa. Từ khi có cuộc đàn áp, Vân Nam là nơi trốn tránh của những cá nhân bị lùng bắt hay bị xử khiếm diện. Nhiều người, trong số có vợ của Nguyễn Ngọc Sơn và một cô giáo khác theo đường qua Vân Nam. Còn hai giáo viên là phần tử ưu tú của đảng là Trần Ngọc Tuân và Bùi Văn Hạnh cũng vượt biên giới. Từ khi Vũ Tiến Lữ ra đi, không có lãnh tụ nào tỏ ra có khả năng điều khiển ở quốc nội một hành động tổng hợp của đảng. Những cố gắng đều rời rạc. Ngoài ra, mỗi lần có ý định tổ hợp thì lại xảy ra bố ráp của sở mật thám mở những cuộc bắt bớ quan trọng. Vào tháng 10 năm 1931, 10 đảng viên bị bắt trong tỉnh Vĩnh Yên. Vào tháng Giêng và tháng 2 năm 1932, xảy ra hơn 40 vụ bắt bớ làm đảng hoàn toàn tan rã trong tỉnh này là trung tâm kháng chiến của Việt Nam Quốc dân đảng. Đầu năm 1932, những tổ trong tỉnh Hải Dương do phong trào đàn áp bị bỏ sót bắt đầu nhóm lại với nhau. Ảnh hưởng của một chiến sĩ bị xử án khiếm diện là Đào Nguyên Huân, tục gọi là Khóa Vát. Những đảng viên có ảnh hưởng nhất đứng ra tổ chức nhiều tổ mới mà họ điều khiển luôn luôn thuộc vào Bộ Trung ương. Một vài công chức của nhà nước Pháp cũng tán trợ nhiều hay ít. Phong trào và nhiều buổi hội họp được tổ chức tại nhà của nhiều người. Như vậy, đảng gây ảnh hưởng mau lẹ trong những vùng kinh
Kinh Môn, Chí Linh và Cẩm Giàng. Nhóm người ấy không từ chối những âm mưu khủng bố và ám sát. Bởi vì đảng chưa nghĩ tới chuyện ám sát, nhưng đã tổ chức ban ám sát, gồm một chủ tịch, một tổng thư ký, một thu ngân viên, hai ủy viên và một liên lạc viên. Ủy ban ám sát có nhiệm vụ chẳng những loại trừ kẻ địch ra khỏi đảng, mà còn lo điều hành việc tài chính, có thể lập bao nhiêu tiểu tổ nếu xét ra thấy cần. Bom cũng được chế tạo theo phương thức mới. Các đảng viên thuộc chi bộ Vân Nam gửi về công thức và sơ đồ chế tạo bom. Sơ đồ do chính tay Vũ Tiến Lữ ghi chú. Nhiều quả bom thuộc loại mới được tìm thấy giấu trên mái của một căn nhà trong một làng của tỉnh Bắc Ninh, tình cờ nổ ngày 29 tháng 2 năm 1932. Sau đó ít lâu, đảng quyết định ám sát một cựu đảng viên tên là Nguyễn Trung Khuyến, bị tình nghi là đã gây ra nhiều vụ bắt bớ tại Hải Phòng trong tháng 4 năm 1931. Ngày 16 tháng 4 năm 1932, hắn bị xử tử với nhiều vết gươm và dao gần Đáp Cầu thuộc tỉnh Bắc Ninh. Vụ ám sát này làm cho hai đảng viên bị bắt. Ngày 19 tháng 9 năm 1932, các đảng viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng trong tỉnh Hải Dương tổ chức bầu cử một ủy ban liên tỉnh với nhiệm vụ tập hợp lại và điều khiển những tổ trong các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh. Tổ chức mới đề nghị gửi đảng viên qua Vân Nam để viết sách tuyên truyền, lập những tổ phụ nữ huấn luyện tuyên truyền, gồm các binh sĩ bản xứ và tổ chức những tổ thanh niên có nhiệm vụ ghi chép bản đồ của các trại quân lính Pháp. Đảng không có thì giờ đem chương trình này ra áp dụng. Ngày 4 tháng 10 năm 1932, một cuộc bố ráp quan trọng ở những tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh đã chặn bắt 74 đảng viên. Từ cuối năm 1931, hội đồng đề hình không họp bởi vì đảng đã suy yếu nhiều về tuyên truyền của đảng và bị đàn áp. Tòa án thường đã biết tất cả những vụ đặc phái này và xét xử rời ra. Từ khi xảy ra những vụ bắt bớ ở tỉnh Hải Dương, chỉ còn một mưu toan nổi dậy được ghi nhận. Mưu toan ấy bộc phát tại trung tâm Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, tổ chức bởi một kẻ cô lập với chủ đích gây lại lòng yêu nước của lính Khố Đỏ và tù nhân trong trại giam. Phong trào cuối cùng quay lại làm lợi cho Cộng sản khi tất cả cơ cấu bị bắt vào tháng 5 năm 1933. Liên tục chương trình phát thanh, kính mời quý vị theo dõi phần cuối thiên thứ nhất, chương 11, từ Hà Nội đến Côn Lơn, Yian Forces, qua giọng đọc của Nam Anh sau đây. Chương 11. Từ Hà Nội đến Côn Lơn, Yian Forces. Tổng kết các viên hội đồng đề hình họp xử công khai về Việt Nam Quốc Dân Đảng từ tháng 7 năm 1929 đến tháng Giêng năm 1931 tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Dương và Kiến An đã đưa 37 chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng lên máy chém và ngót 1.000 nam, nữ đảng viên lưu đày đi Côn Đảo và Guyan. Ngoài ra còn một số hàng trăm người bị giam ở các ngục thất những tỉnh thuộc vùng nước độc miền Thượng Du Bắc Việt và còn bị xử tại tòa án thường cũng hàng trăm người. Kể từ ngày người Pháp sang đặt nền đô hộ ở nước ta, sự chống đối của dân tộc chúng ta kế tiếp liên tục. Người Pháp đã đem khí giới tối tân đàn áp vô cùng tàn nhẫn, nhưng xét ra chưa có cuộc khởi nghĩa nào mà số con dân của đất nước, của dân tộc lại hy sinh quá lớn lao đến thế. Cuối năm 1930, chính quyền thực dân bắt đầu thuê tàu Claude Sharp chở một số đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng
từ Hải Phòng đến Cap Saint-Jacques, rồi chuyển sang tàu Armand Rousseau đưa thẳng ra côn đảo. Đến tháng 5 năm 1931, chính quyền thực dân lại mướn tàu Martinière chở một số đảng viên Quốc dân đảng nữa từ Hải Phòng đưa thẳng ra côn đảo. Chỉ vài tháng sau, chính quyền thực dân lại mướn tàu Forbin của hãng Charles Réuni hết 500 triệu quan để chở 1.800 phạm nhân, cả thường, phạm trọng tội và chính trị phạm, trong số có hơn 300 đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, từ côn đảo đưa đầy sang xứ Guyane, Guyane Française thuộc Nam Mỹ Châu, theo chương trình của chính phủ Pháp, và định là lợi dụng số phạm nhân bị án nặng ở các xứ thuộc địa của Pháp thay số nhân công phải mướn để khai thác thuộc địa Guyane của mình. Tại Côn Lôn, ngày 14 tháng 10 năm 1941, một số đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng do Bủ Đình tổ chức đóng bè vượt khỏi côn đảo, nhưng cũng từ đó biệt vô âm tín. Trước khi ra đi, Bửu Đình có gửi lại cho chúa đảo 4 câu thơ như sau. Mấy lời nhắn nhủ chú Buvet, chú ở ta đi quyết một bề, chim đã sổ lòng bay thẳng cánh, trời cao biển rộng nước non quê. Một số đông chiến sĩ vì quá lao khổ và bệnh tật kiệt sức bị chết ngoài côn đảo. Năm 1936, khi mặt trận bình dân Pháp lên cầm quyền, một số chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng, hàng trăm người được trả tự do, số còn lại đều được trở về quê hương vào cuối năm 1945. Nhưng có một chuyện chúng tôi không thể bỏ qua mà không ghi nhận ở đây, đó là vấn đề quốc cộng ở ngoài côn đảo thời ấy. Nguyên Anh Trương Dân Bảo, một trung ủy Việt Nam Quốc dân đảng, bị thực dân kết án 10 năm đày ra côn đảo từ năm 1929. Vụ ám sát Bazin tại côn đảo, những giờ phút ra sân chơi, Bảo thường liên lạc mật thiết với một người bạn cán bộ cộng sản, khiến cho một đồng chí của họ Trương là anh Đội Lãng đã phải khuyến cáo Trương Dân Bảo nhiều lần, nhưng Bảo đã không chịu nghe lời. Đội Lãng cho Bảo là kẻ phản đảng đi theo cộng sản. Đội Lãng lặng lẽ sứ soạn một lưỡi dao con chó thật bén, chờ cơ hội hạ thủ Trương Dân Bảo. Cơ hội đã đến trong giờ ra chơi sân hôm ấy. Trương Dân Bảo bá vai bạn cộng sản truyền vãn một cách say sưa ở phía sau trại giam. Đội Lãng liền đến nắm cổ áo tặng cho Bảo một lưỡi dao con chó vào cổ. Bảo ngã quỵ. Đội Lãng yên trí là Bảo đã chết, liền quay về, đứng dõng dạc trên thành giếng trước cửa trại hô to. Hỡi các đồng chí, ta đã giết tên phản đảng là Trương Dân Bảo rồi. Hỡi bọn cộng sản, chúng bay hãy qua chừng. Chúng ta không thể sống chung với bọn chúng mày. Tao còn rất nhiều đồng chí sẽ hy sinh cho Việt Nam Quốc dân đảng như tao. Việt Nam muôn năm, Việt Nam Quốc dân đảng muôn năm. Sau khi hô xong, Đội Lãng liền phun dao tự đâm vào cổ mình rồi ung dung bước xuống thảm cỏ cạnh giếng nằm thẳng thắn yên giấc ngàn thu. Trương Dân Bảo đã không chết về tay người cách mạng quốc gia cực đoan, mà sau này đã chết bởi bàn tay khát máu của những phần tử cộng sản vào thời gian kháng chiến năm 1946 ở miền Nam này. Tại Guyane Française, năm 1936, khi mặt trận bình dân Pháp lên nắm chính quyền, một số nhỏ chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng, những người án tương đối nhẹ như Thái Văn Xạ, Giang, Nho, Đính, Già Nam, Hóa, được ân xá trở về nguyên quán. Một số vì quá lao khổ đã tự sát tại đấy. Trong số chúng tôi còn nhớ Nguyễn Văn Phú, tức Giả Phú, Nguyễn Văn Liên, ném bom Hà Nội, Sư Trạch, và còn hàng trăm chiến sĩ đã vì bệnh tật, vì kẹt sức mà phải bỏ mình. Trong số chúng tôi còn nhớ Nguyễn Văn Hoạt, tức Tý Hoạt, Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Văn Duyên, tức Giáo Duyên, Nguyễn Văn Hợp, Vũ Văn Mô, Mai Duy Xứng, ném bom Hà Nội, Nguyễn Văn Ất. Năm 1941, một số chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng tại đấy cũng vì quá cực khổ phải liều mình
vượt Trùng Dương trốn thoát sang lãnh thổ xứ Guyane Anglais là Nguyễn Đắc Bằng, Hòa Quang Ơn. Năm 1945, ngài tướng De Gaulle lên lãnh đạo chính phủ lâm thời nước Pháp, đã ban hành lệnh ân xá hết thảy chính trị phạm tại các thuộc địa của Pháp. Các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng tại Guyane Française được phóng thích hết, nhưng thiếu phương tiện chuyên chở về quê hương, nên có một số đã lấy vợ người thổ dân, sinh cơ, lập nghiệp tại đó. Đến cuối năm 1954, tất cả phạm nhân Đông Dương, kể cả thường phạm, được chính phủ Pháp cho phép được trở về quê hương, mọi người đều thu xếp giấy tờ hợp lệ. Đến khi tàu cập bến Cayenne, thủ phủ xứ Guyane Française, chính quyền Cayenne lại chỉ cho phép xuống tàu hồi cố hương có 51 đàn ông, 3 phụ nữ là thổ dân và 11 trẻ con, trong số chỉ có 3 chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng là Trần Ngọc Uẩn, Nguyễn Tường, Lương Như Truật. Trên đường hồi hương khi tàu cập bến Colombo, Trần Ngọc Uẩn bị bệnh tạ thế, được các bạn đồng đội vận động xin được phép thuyền trưởng cho khâm liệm, đưa thi hài về an táng tại nghĩa trang Chí Hòa Sài Gòn vào ngày 22 tháng Giêng năm 1955. Năm 1963, chính trị phạm Việt Nam gồm cả Quốc Cộng, số còn lại trên phần đất xứ Guyane Française được chính phủ Pháp cho chở hết bằng phi cơ đưa về Pháp rồi chuyển xuống tàu thủy đưa về Bắc Việt. Nói đến Guyane Française, khi cụ đề thám bị kẻ thù giết chết, cả Rinh cùng một số đồng chí quốc cụ cũng bị lưu đày sang đấy và cũng đã điều bỏ mình tại đấy. Kế đến Thái Nguyên quang phục 7 ngày năm 1917, một số đồng chí của nhà cách mạng Lương Lập Nham và Trịnh Văn Cấn cũng bị lưu đày sang xứ Guyane Française, hiện nay còn sống sót hai người. Một người trốn sang Guyane Anglais, một người đã ngoài 80 tuổi, lấy vợ thổ dân, lập nghiệp ở Cayenne. Chương trình trang sử Việt Nam Quốc dân đảng đến đây tạm kết thúc. Xin đón nhận ý kiến xây dựng của quý vị đồng hương để chương trình được hữu ích và phong phú hơn. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý đồng hương, quý bà con cô bác với lời cầu chúc luôn may mắn, an lành và thành đạt trong cuộc sống. Vì tổ quốc quê hương bao nước trải lên đường, tình tổ quốc quê hương từ trong máu xưa. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non mì. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế hào vang phát trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù hào quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao.
sông dài vì tổ quốc lâm nguy bình diện xa chi. Khi tiết anh hùng dòng là hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày hùng ngày ta yên bái nương non nghỉ buồn. Chết vì tổ quốc cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn quê màu vàng phát trường. Không thành công thì cũng thành nhau, chống quân thù hào hứng an dân. Không thành công, không thành công thì cũng thành nhau, thì cũng thành nhau là làm thương thiên những anh hùng thì quân phong thần. Không thành công, không